dùng Minoxidil thì có thể chuyển từ tóc tơ thành tóc dễ che hay không? Câu trả lời của mình đó là không, không thể. Vì là tóc tơ tức là do cơ địa bạn khi sinh ra đã là tóc tơ rồi, thì không thể nào nó trở thành một loại tóc dễ che được. Thì cái tóc tơ ấy, 4 đến 5 sợi tóc tơ nó mới bằng một sợi tóc dễ che. Và bản thân của mình là một người tóc tơ và đã từng phải trải qua một cái giai đoạn mà tóc nó rụng rất là thưa đó. Thế sau đó là mình tìm mọi giải pháp để mà mình cứu lại cái mái tóc của mình. Đến bây giờ thì các bạn nhìn thấy được là nói chung là nó là tóc tơ thôi, nó không thể nào mà nó dày quịch lên như anh em tóc dễ che được. Đấy, nhưng mà ít nhất là gì, mình đã cứu lại được cái mái tóc. Thế nên là có nhiều anh em có comment hoặc là có nhắn tin cho mình hỏi là bây giờ em muốn chuyển từ tóc tơ thành tóc dễ che được không, thì chắc chắn là không rồi. Thì em cứ nhìn anh em biết đấy, là không thể, được chưa? Đấy, nhưng mà nếu như mà bị thưa hói thì có giải pháp để cứu lại được mái tóc. Vì vậy nên là những anh em mà nhắn tin cho mình như thế thì mình thật sự rất là đồng cảm, rất là hiểu. Vì là ai cũng thấy thôi, ai cũng biết được là cái răng cái tóc là góc con người. Đấy, nhưng mà tóc của mình nó không được to, sợi nó không được to, không được dày thì mình phải chấp nhận thôi. Đấy, nhưng mà cố gắng làm sao mà mình hãy nuôi dưỡng nó, đừng để nó rụng đến mức mà khi mà chúng ta đã nhận ra rồi là chúng ta đã bị thưa hói quá nhiều, quá lâu rồi ấy, thì thật sự là rất là khó cứu. Nên là nếu mà anh em nào đang đối diện với cái tình trạng tóc thưa ấy, thì mình có một cái recommend với anh em là cái Minoxidil này là một cái có thể hỗ trợ được, lấy lại được mái tóc cho anh em. Và đối với cả những ai mà tóc hói lâu năm rồi thì kết hợp với lăn kim nữa nhá. Và đừng quên là bổ sung thêm các loại vitamin và khoáng chất và ức chế DHT đối với anh em mà hói và thưa lâu năm. Đấy, hoặc là nếu mà chỉ đơn giản là hói và thưa ở mức độ nhẹ và vừa thôi ấy, thì cái combo Minoxidil và Good Hair này là một cái combo mà mình recommend với anh em. Thì nếu như anh em kiên trì, anh em sẽ lấy lại được mái tóc sau khoảng từ trên 3 tháng. Còn lại là đối với những ai mà không muốn tìm giải pháp hoặc là chỉ nghĩ đơn giản là cấy, đi cấy thôi, thì nếu kể cả cấy thì cố gắng là hãy chăm sóc nhá, nếu mà đã bị hói và bị cấy rồi. Còn nếu mà anh em đang ở tình trạng báo động thưa, tóc rụng trên trăm sợi một ngày ấy, thì anh em nên ngăn chặn nó luôn đi bằng cách là gì, tích mọc và ngăn rụng đi nhá, đừng để nó lâu quá là chịu đấy. Ok.